Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Càng Cao Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy cao để cho mọi người Đầu tiên là con máy nằm này. Chế độ của nó đây. C on off. Đấy, hai chiều này, một chiều này. Khóa này. Ok. Côn này. Đấy, cứng ngắc. Ok. Con này con đây, nó nhỏ như thế này đây. Hai đốt tay nha mọi người, hai đốt tay. Con máy nằm này thì nói thật chứ mình máy nằm này mình chưa phân biệt được cái size của nó. Nên mình biết là size này nhỏ. Thì bỏ lên cái cần chắc lùa cá lóc có đồ gì nhỏ được. Đấy. Con này là của hãng gì nhỉ? Ryobi nha mọi người, Ryobi. Con này Radio 4.1 này, Radio 4.1 nhé. Đấy, ok. Khóa một chiều. Đấy, hai chiều này. Ok. Thả lung này. Đấy. Này số 1. Cái này da băng nha mọi người, da băng. Số 1 70.000. Số 1 70.000. Số 2 con tương tự y như vậy nha mọi người. Số 2 tương tự y như vậy. Con đây, Ryobi đây. Radio 4.1 đây. Này, cước số 2 vào 160 mấy, cước số 3 vào 130 mấy. Đấy. Đấy. Cái khóa này những cũng có lệch bị lệch gì đó đây. Đây, ok. Ok nha mọi người. Về siết con vạn vít này vô tí. Vạn vít bị lỏng này không ăn cái khóa vô này. Đây. Ok. Đây là con số 2. Số 2 70.000. Số 3 là con máy của hiệu Diamond nha mọi người. Diamond. Con này sản xuất ở Korea. Cấu kim loại này. Cấu kim loại này. Con này thân kim loại nha mọi người. Không, thân này graphic. Đây, graphic, cấu kim loại nhá. Đấy. Đây này. Nó có cấu trợ lực luôn nha mọi người. Đây. Này, cấu trợ lực đây cho mọi người. Wow. Không nào. Mình chưa biết không đang mở nó ra nữa đây. Để cho mọi người về mở nha. Cái này, nó có cấu trợ lực trong này nè. Con nhỏ tí xíu này. Con này size thì khoảng cỡ size. Con này size tầm cỡ size cỡ 700, 6-700 gì nha mọi người. Đây. Kim loại này. Kim loại. Cấu kim loại này. Nắp này graphic nhé. Đây. Nó khuyên ra cước còn ok này. Gốm ok này. Đấy. Radio 4.4. Cước số 2 và 80 mấy, cước số 3 và 50 mấy nha mọi người. Đây. Ok. Ồ, nó chạy 2 bi luôn mọi người ơi, 2 bi luôn. Con này rất là xịn. Xịn ghê luôn. Này. À. Con này con số số 3. À, để mình thử. Này, khóa một chiều này, mở này. Có cấu trợ lực nha mọi người. Có cốt trợ lực. Đấy. Tháo mở nhanh. Cốt trợ lực. Đấy.
Này số 3, 160.000 nha mọi người. Số 3, 160.000. Số 4 là con này. Con này máy chắc China xuất nhập nha mọi người. Ngoại hình con rất là đẹp. Đây. Con này size tầm cỡ size 1.000-1.500 gì đó. Đấy. Ôi, người đấu cước. Mắc cước rồi. Cước mắc vào trong cái cấu. Rồi tí mình dán cái cước này lại. Con này gập tay được nhưng mà không đổi tay trái phải được nha mọi người. Gập tay được nhưng mà không đổi tay trái phải được. Đấy. Này, khuyên ra cước còn đẹp nè. Đấy, cước Radio 3.4. À, cước hay nhựa gì 0.25 là vào 170 mấy, 0.3 là vào 120 mấy và 0.35 là vào 100 mấy nha mọi người. Đấy. Chất liệu là bằng graphic. Chất liệu graphic nha mọi người. Con này con số 4. Số 4 50.000. Đây, số 5. 5 con máy này chả thấy hiểu hết kìa. Con này máy China xuất nhập nha mọi người. China xuất nhập. Này. Thân nó bằng cầm thấy nặng bằng kim loại này, cấu graphic này. Hay là thân bằng graphic luôn ta. Thân này bằng kim loại rồi. Nắp là bằng graphic. Đấy. Size tương đương với size size này tương đương khoảng cỡ 900 nha mọi người. Đấy. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Đây. Khuyên ra cước đây. Khuyên ra cước đây. Ok. Không có thông số cước nên là mình không có để mình đọc cho mọi người để mình thử cái radio thử. 1 2 3 4 Radio khoảng cỡ 4.4, 4.5 nha mọi người. Radio khoảng 4.4, 4.5 gì đấy. Con này con số số 5. Số 5, 40.000. Tiếp theo số 6, một con máy Korea xuất nhập. Đấy. Ngoại hình. Ok. Đấy. Chất liệu là graphic nha mọi người. Size con này tầm size 1.000 nha mọi người. Chất liệu graphic size con này size 1.000. Đấy. Đấy. Thông số cước cáp gì của nó này, 0.22 ly là vào được 150 mét, 0.28 ly là vào 100 mét và 0.3 ly là vào 70 mét nhé. Radio, không thấy radio. Mình thử cái radio của nó thử. Tay đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. 1 2 3 Radio khoảng 3.7 3.8 nha mọi người. Radio khoảng 3.7 3.8. Đấy. Khoan ra cước đây, còn ok. Con số 6.
Số 6, 60.000 nha mọi người. Số 7 là một con máy nằm Shimano Demi. Đây, con này. Da băng nha mọi người. Ok, chiều này chiều off này. On này. On là hai chiều chạy được nhé. Stop này. Có một chiều này. Đấy. Máy nằm thì có như thế thôi. Côn. Siết. Ok nha mọi người. Đấy, một hình của nó. Này con số 7. Số 7, 50. Cái này bằng graphic nhựa nha mọi người. Tiếp theo là con máy này. Đây. Con này hãng nào đây? Đây, con này Silstar. Silstar nha mọi người. Con này hãng Silstar. Nó chạy bằng OB này. Đấy, size của nó tương đương với size 1000 nhé. Đây, khóa một chiều. Đây, cái tay của nó mình thấy nó bị đây. Bị lõm hết trơn vào đây. Không biết oxy hóa hay cái gì đây chỗ này nữa. Đấy, như hình đây nha mọi người. Đấy. Tay này gập được nhé. Gặp được. Gặp được, không biết cái này chỉnh sao. Theo như thiết kế của nó là gặp được, nhưng mà mình thấy nó đang bị cạt cái gì nha mọi người. Về mọi người thử thử. Gặp được. Đảo tay trái phải được nha mọi người. Đảo tay trái phải được, mở được nè. Đảo tay trái phải được nhé. Ok. Này, chất liệu là graphic nha mọi người. Chất liệu là graphic. Đây. Nó tải cá được 3 kg máy á. Cước 1.5 số 1.5 thì vào được 250 mấy, cước số 2 vào 200 mấy và cước số 3 vào 150 mấy nha mọi người. Ratio của nó là 4.6. Đây. Cái khuyên ra cước coi nè. Đó, khuyên ra cước còn ok nhá. Số 8, 40. Đây. Con máy số 9. Con này chắc China xuất nhập nha mọi người. China xuất nhập. Đấy. Con này chất liệu là graphic. Size của nó tương đương với size 2000. Size của nó tương đương với size 2000 nha mọi người. Chất liệu là graphic. Đấy, tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đó. Nó đang hơi bị bó bó. Mọi người về vệ sinh đi nhé. Này khóa này. Ok. Đó. Còn cái của nó đây. Nó chạy 1 bi này. Cước số 3 và 140 mấy. Cước số 4 và 110 mấy. Ratio của nó 5.2 này. Đấy. Con này con số số 9 60.000. Số 9 60.000 nha mọi người. Số 10. Số 10. Này. Con Korea. Con này size tương đương 1.500 á. Tương đương size 1.500 nha mọi người. Chả thấy cái radio rồi chứ của nó đâu. Chất liệu là graphic nè. Tay đảo tay trái phải nè. Đảo tay trái phải được nè. Gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. Khóa một chiều nè. Đấy. Khoan ra cước con đẹp nè.
Đấy, không thấy thông số nó mờ rồi, để mình thử cái radio. 1 2 3. Radio khoảng cỡ 3.7 nha mọi người, radio khoảng 3.7. Con này con số số 10. Ho không khéo Covid mẹ nữa. Số 10. 60.000 nha mọi người. Số 11 tiếp tục là một con máy Korea xuất Nhật nha mọi người. Đây. Con này, ngoại hình của nó đây. Con này size khoảng cỡ size cỡ size của con này cỡ 800 nha mọi người, cỡ 800, size cỡ 800. Tay đảo tay trái phải được này, chất liệu là graphic, đảo tay trái phải được và gập được nha mọi người, gập được. Đây, nó có gập gọn được. Rồi. Korea xuất Nhật. Thôi thông số nào. Thước số 4. Phải không? Này, này. Cước 0.25 22 là vào 130 mét, 0.3 là vào 0.28 là cước số 3. Cước số 2 vào 130 mét này. Cước số 3 vào 100 mét này. Cước số 4 vào 80 mét nha mọi người. Tải cá thì khoảng được 4,5 kg như vậy. Đây, cái hãng gì đây? Marado gì đây? Con này. Con này cái cấu nó bị bể nha mọi người. Con này cái cấu nó bị bể. Đấy, con này cái cấu nó bị bể nè mọi người, về dán lại. Cấu nó bị bể phía trong, cái này xoay về dán lại hay là thay thế gì đó tùy mọi người. Con này số 10 máy rồi ta. Số 11. 11 mình bán 30.000. 11 30.000 nha mọi người. Mười hai là một con máy nằm này của Daiwa nha mọi người. Con này á là đảo chiều trái phải được, đảo chiều trái phải được. Mở cái này ra, mở cái này ra, thay cái lãi này qua bên này là nó sẽ ra đây này. Mình đang để ở tay trái này, còn có thể đảo qua tay phải được nha mọi người. Đấy, đấy, nó đang hơi bị khô, mở này là nó hơi bó nhá. Đấy, chuyển này, cái độ click này hai chiều này, ok. À, thả luôn, ok, khóa một chiều này, này của nó chỉ có thế thôi. Đấy, nó đảo chiều trái phải được nha mọi người, đảo chiều trái phải được, đảo chiều trái phải là mình thay cái, mình lật cái lãi này lại chứ không phải là, không phải là mình đem cái thanh này mình bỏ qua đây đâu nha mọi người, mình chỉ cần bỏ qua như thế này là được, ok, đó, nó trượt hai bên như nhau mà đối xứng mà. Đấy. Con này con số 12. 12. 90.000. Mười ba là con máy này. Con này chắc China xuất Nhật. Chất liệu là graphic carbon này. Carbon mà có cả graphic nữa. Đấy. Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Con này size khoảng cỡ 3.000-4.000 nha mọi người. Size con này không phải 4.000 nha mọi người. Size tầm 4.000. Đấy. Size tầm 4.000 nha mọi người. Đây. Con này không đảo tay được nha mọi người. Gập tay được nhưng mà không đảo tay được. Gập tay được nhưng mà không đảo được nhé. Đó. Gập được nhưng mà không đảo được. Nó có cái thông số này. Cước số 3 vào 310 mấy. Cước số 4 vào 225 mấy. Cước số 5 vào 175 mét.
Ratio của nó là 3.4 nhé. Khóa một chiều nha mọi người. Mở đây nè. Khuyên trực cước hơi bị oxy hóa. Oxy hóa mới có cái rãnh chỗ này. Mọi người về vệ sinh đi nhé. Đánh cho nó trơn. Đấy. Con này con số mười mấy rồi ta? Mười. 11. Mười ba. Con này số 13 70.000. 13 70.000 nha mọi người. Số 14 là con này Siêu Star Korea nha mọi người, Siêu Star Korea. Con này thì đây khóa một binh đôi chục. Đây. Khóa một chiều này. Có cứ ngắt luôn, mở này. Đấy. Chất liệu là graphic nha mọi người, chất liệu là graphic. Con này size tương đương với lại size 1.500 á, size tương đương với size 1.500 nha mọi người. Đây. Thông số cước của nó, cước 1.5, cước số 1.5 á là vào 180 mấy, cước số 2 vào 110 mấy và cước số 3 vào 75 mấy. Con này size chắc là size 1.000 thôi, size 1.000 thôi chứ không đến 1.500 đâu mọi người. Sang nghìn không lấy nghìn rưỡi đâu. Cá lái được cá 3 kg máy. Ratio của nó là 5 chấm nhé. Ratio 5 chấm. Nó khuyên trực cước này còn ok này. Đấy. Đầu tháo mở nhanh luôn. Đấy, tháo mở nhanh nhé. Đấy, cồn. Máy cồn, xiết cồn. Ok. À. Bên này nó bị bể mất cái nắp đại chỗ này rồi. Bể mất cái nắp đại chỗ này nhé. Nhưng mà không sao, bình thường nha mọi người. Nắp đại chỉ là thẩm mỹ thôi. Ok. Con này con số 14. 14, 90.000 nha mọi người. 14, 90.000. Số 15 là con máy này. Có hiệu gì ta? Diamond. Diamond rất nổi tiếng rồi, chạy OB nha mọi người. Diamond, thân của nó bằng kim loại hết này. Thân bằng kim loại hết nha mọi người. Thân bằng kim loại hết. Con này size khoảng cỡ size 1.000 nha. Size 1.000. Da băng này. Máy in da băng nhé. Đấy, tay đảo tay trái phải. Có đảo tay trái phải nhé. Nhưng mà nó đang bị oxy hóa một tí, mọi người về vặn ra. Đây, đấy, rồi. Ok. Gặp tay được. Gặp tay được nha mọi người. Gặp tay được nhưng mà về nới vít đồ này ra hay như thế nào đó. Cái này có chế độ gặp tay này. Có rảnh là có gặp tay được nhé. Nới là tí là gặp hơn. Đấy. Khuyên ra cước này còn ok này. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy. Này về đánh rửa là sạch sẽ rồi. Cước số 2 vào 180 mấy. Cước số 3 vào 130 mấy. Và cước số 4 vào 100 mấy nha mọi người. Ratio của nó là 5.2. Ok. Con này con số mười mấy rồi ta? 14, 15. 15, 70.000. 15 nha mọi người. 15, 70.000. Tiếp theo con số 16 là một con máy Suzumi. Máy Suzumi. Con này thì không thấy ghi xuất xứ. Suzumi không thấy ghi xuất xứ nha mọi người. Suzumi. Con này size 5.000 nha mọi người. Size 5.000. Suzumi con này rất là to, size 5.000. Mọi người nhìn cái vành này của nó là biết xịn rồi nè. Đó. Thanh này rất là to đẹp nè. Đây, khuyên trực cước này, còn ok nè. Đấy, chất liệu là graphic nha mọi người, chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gặp tay lại được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gặp tay được. Tay đời mới này. Đấy, tay quay như thế này là dạng tay đời mới rồi. Đấy.
Đây, chỗ này nó đang hơi bị cứng cứng, mọi người về nhỏ xí nhớt xí dầu vào đây cho nó trơn rồi nha. Đây, cước số 4 vào 200 mấy, vào 300 mấy, số 5 vào 240 mấy, số 6 vào 200 mấy nha mọi người. Radio của nó là 4.7, nó chạy OBI này. Đấy. Con này con số 16. 16 150.000 nha mọi người. Số 17 tiếp tục là một con siêu star. Đấy. Siêu star giống con lúc nãy. FR30. Đấy, giống con số 15 nha mọi người. Giống con số 15. Đấy, ngoại hình con này cũng bị bể cái nắp này, bể cái nắp bên này này. Nhưng mà không sao nhé, vẫn xài được bình thường. Nó chỉ mang tính chất là thẩm mỹ thôi. Khóa mua pin đuôi trục. Đây, khóa một chiều, mở này. Đấy. Côn kiết đây, siết lại này. Cứng ngắc. Mở bớt ra. Đấy. Tháo mở nhanh này. Đây, thông tin nó cũng như lúc nãy thôi nha mọi người. Cước số 1.5 á, vào 180 mấy, số 2 vào 110 mấy và số 3 vào 75 mấy. Lấy cá khoảng cỡ 3 ký mấy. Ratio của nó là 5 chấm nha mọi người. Đấy. Khuyên trượt cước con đẹp này. Chất liệu là graphic nha. Size tương đương với khoảng cỡ size 1.500, 1.000, 1.500 á. Đấy. Ok nha mọi người. Con này con số mười mấy rồi ta, không quen số biết không, 17 90.000. Mười bảy 90.000 nha mọi người. Mười tám là con máy này, con máy này cũng là con máy của thằng siêu star đây, nhưng mà nó mờ hết cái chữ rồi đấy. Con này size tương đương với khoảng cỡ size 1.500 nha mọi người, size tương đương với size 1.500 đấy. Ok, có một chiều này đấy. Con này chất liệu là graphic nha mọi người. Cối là cối kim loại này, cối kim loại, chất liệu graphic thân đấy. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, gập gọn tay được. Đấy. Côn. Côn thì không nghe kêu tách tách nha mọi người. Đây, nhưng mà cái thông số cước của nó thì nó mờ rồi, để mình đo thử cái radio của nó như thế nào. Đây. 1 2 3 4 Radio khoảng 4.9 5 chấm nha mọi người, radio khoảng 4.9 5 chấm. Con này con số này số 10 18 18 90.000. Số 19 là con máy này. Size 2.000 nha mọi người. Máy này size 2.000, chất liệu là graphic chạy OBI này, chất liệu là graphic chạy OBI. Con này thì không thấy ghi xuất xứ, có khi là Taiwan hay China gì đó xuất nhập. Đấy, size 2.000. Ratio của nó là 4.8 này. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập được. Đấy, gập nhanh đi, gập cho mọi người thấy. Đó, rồi. Đây, ngoại hình của nó. Khuyên trượt cước này, còn ok này. Côn. Đây, cứ số 3 vào 180 mấy, số 4 vào 150 mấy và số 5 vào 130 mấy nha mọi người. Đấy. Size 2.000. Radio 4.8. Ok. Còn này con số 19. 19 90.000. Số 20, 20 là một con máy Korea xuất Nhật nhé, Korea xuất Nhật. Con này thì
tại mình chưa ra cái hãng gì, chưa ra cái hãng gì, chất liệu là graphic nha mọi người, chất liệu là graphic. Con này size tương size khoảng cỡ 4.000 5.000 gì đó, size size thật của nó là 4.000 5.000 gì đó. Tay đảo tay trái phải được nè, đảo tay trái phải và gặp tay được nè. Đấy. Coi cái này. À, đây này nó mắc mất một cái nắp ở đây này nha mọi người, nắp thẩm mỹ ở trên cái nắp vặn này thôi chứ không có sao cả, nắp thẩm mỹ thôi nhé. Còn bu lông vít trong này vẫn còn vặn ok bình thường nhé. Đấy, radio của nó là 4.6 này. Nó tải cá, ui, tải cá lớn kìa, tải cá khoảng được 9 kg. Khoảng được 8 kg máy nha mọi người, 8 kg máy. Cước của nó thì cước 0.3 thì vào 180 mấy, 0.35 120 mấy và 0.4 vào 100 mấy. Đây là thông số cước, thông số cáp gì đấy. Đấy, rồi, ok. Cái khuyên trượt cước này, còn ok này. On off chỗ này, on này, khóa này, khóa cứng ngắc. Ok. Con này con số hai mươi 80.000 nha mọi người, 20 80.000, 20 80.000. Rồi con số 20 này cũng kết thúc những cái con máy trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng á thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và mọi người chú ý một vấn đề quan trọng nữa, đó là trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra hàng cẩn thận, xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy gì trong quá trình vận chuyển hay không, báo cho mình ngay lập tức nha mọi người. Ngay lập tức lúc mọi người nhận hàng có nhân viên bưu tá ở đó luôn giúp mình để mình giải quyết ngay tại lúc đó. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi mới báo cho mình nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.